Cô trường ca, đồ cầm thú, chó chết. Lần nào cũng dùng cùng một phương pháp, đồ vô sỉ. Việc này cũng không trách ta được, ai bảo ta mỗi lần hỏi cô không trả lời chứ. Ta cứ tưởng rằng cô rất thích nó. Chờ ta thoát ra ngoài, ta nhất định sẽ nói Nguyệt Minh không biết thân phận ma đầu của ngươi. Đến lúc đó ta xem ngươi ăn nói thế nào với vô song tiên triều. Ta không cần lo lắng làm sao giải thích với thánh nữ. Ta chỉ biết là, nếu cô không phối hợp, e là cả đời này cũng không ra được đâu. Nói, át chủ bài lớn nhất của nhân tổ là gì? Cô trường ca, ngươi vô sỉ biến thái, đồ khốn kiếp, tiểu nhân lưu manh, không biết xấu hổ. À, cô còn mắng nữa. Ta nói, ta nói. Ta nói không phải là được sao. Hóa ra là thế, trong luân hồi ấn ẩn chứa đạo quả của mỗi thế nhân tổ. Đúng vậy, cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng chống lại nhân tổ, Ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Muốn dung hợp đạo quả trong luân hồi ấn, đây là kế hoạch chư thế quy nhất của nhân tổ. Nhưng đây lại là chuyện hết sức khó khăn, cho nên mới cần không ngừng luân hồi, tìm kiếm một thân thể vô cùng mạnh mẽ. Đa tạ tin tức của sở thánh nữ, tiếp theo ta nên đi bố trí chút. Hừ, nữ nhân ngốc, thật cho rằng nhân tổ kia là người tốt đứng đắn sao? Người tốt sẽ chọn thánh nữ từ đời này sang đời khác sao? Thiên Thiên, vi sư có chuyện không biết có nên nói cho ngươi biết hay không sư tôn cái gì ta à, ca ca trước đây vẫn luôn bị tiên luân thánh địa bắt đi làm cu li lão bà tử ta có một nghi vấn nếu như như thượng tiên nói khương dương đối mặt với bộc phát không rõ vậy làm sao có thể sống sót đây đây căn bản không phải là chuyện dựa vào thể chất có thể chịu đựng được đó là điều ta không muốn suy đoán quá nhiều dù sao mặc dù đổi lại là thánh nhân đối mặt với hậu quả không rõ khi đào ra long mạch cũng không có khả năng toàn thân trở ra không để ý thậm chí sẽ vậy cũng chỉ còn một loại tình huống tiểu dương hắn có thể đã bị người khác đoạt xá hai bà ơi ý của bà và sư tôn là ca ca huynh ấy đã không còn là ca ca huynh ấy chiếm cứ thân thể của hắn là người khác mà ca ca thật sự đã cho nên khương dương ca ca ban ngày kia thiên thiên à chuyện này vẫn chưa xác định ngươi trước tiên không nên gấp gáp hy vọng suy đoán này chỉ là vi sư lo lắng nhiều. Nhưng mấy ngày nay khi ngươi tiếp xúc với ca ca ngươi, phải chú ý nhiều hơn, chú ý xem hắn còn chỗ khác thường hay không. Thiên thiên, bên trong viên ngọc bội này, ẩn chứa một đạo thần hồn của vi sư, nếu gặp phải nguy hiểm hãy bóp nát nó. Thiên thiên yên tâm, có vi sư ở đây rồi. Vâng, cảm ơn sư tôn. Khí vận chi tử Khương Dương bị người thân hoài nghi, nên sinh ra vết nứt vận mệnh bị hao tổn, đạt được 6.000 điểm khí vận, 4 vạn thiên mệnh giá trị. Khương Dương, tin tức là thật. Tin tức đáng tin cậy, tiểu cô nương bên cạnh thượng tiên chính là muội muội của Khương Dương. Chẳng trách lúc trước không có bất kỳ tin tức nào, hóa ra là do hoang vu thánh thể bị cho là người bình thường. Nhưng, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, tiên luân thánh địa thủy tổ là sinh linh được nhân tổ một đời nào đó điểm hóa qua. Tiên luân thánh địa kia nhất định sẽ có người tổ bố trí hậu thủ, động thủ ở đó, phần thắng không lớn, không cẩn thận nói không chừng sẽ thua. Phải dẫn hắn ra ngoài, tạo điều kiện cho một thân một mình. Tuy nhiên nhân tổ chuyển thế thân không thể nào biết ta là người muốn giết hắn, cho nên muốn cho hắn cho rằng ta là từ hạ giới tìm kiếm hắn. Đến lúc đó, kẻ cày ngã. Nhưng thượng tiên kia có phải là biến số hay không? Có nên dẹp hắn trước không? Đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Có tiền thì nâng trường tiền, không có tiền thì nâng trường cá nhân. Đây là lần đầu tiên mọi người đến hôm nay ta sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng. Thiên thiên hôm nay cứ việc chơi vui vẻ, tiền bạc không thành vấn đề. Đó là, phòng ta ra tay, ừ, nghĩ ta ngu chắc. Thiên thiên mau nhìn bên kia, ha ha người kia thật thú vị. Wow, bên kia còn có kẹo hồ lô muội thích ăn nữa. Canh canh, thiên thiên cũng nếm thử đi, các loại tiên dược khẩu vị nào cũng có. Kaka, muội có chút mệt mỏi, muội muốn về trước ha ha nếu thiên thiên thấy mệt vậy chúng ta về thôi ừm thiên thiên hôm nay hình như không được vui cho lắm là đang suy nghĩ chuyện gì sao nỗi khổ tâm hôm qua ca ca nói à chuyện đó sao là có nỗi khổ tâm nhưng không phải thiên thiên nói tin tưởng ta sao vận khí của ca ca thật tốt chỉ có một mình huynh sống sót tất cả mọi người đào ra long mạch đều chết Ca làm sao tránh được một kiếp đây? Thiên Thiên, ta không rõ vị sư tôn kia của ngươi đã nói gì với muội, nhưng muội vẫn không nên đứng quá gần hắn. Muội nghĩ xem, hắn đến từ thượng giới, kiến thức và tầm mắt của hắn vượt qua tất cả mọi người ở Thiên Thần giới, hết lần này tới lần khác còn chắc chắn muội rất đặc thù. Rõ ràng muội không thể tu luyện, nhưng hắn vẫn đối tốt với muội, điều này căn bản cũng quá kỳ quái. Hắn có ý đồ gì? Ý đồ biến muội ngây thơ và đáng yêu à? Đừng ngốc thế trên thế giới này không có ai vô duyên vô cớ đối tốt với muội đâu không tin muội cứ hỏi lão bà có phải đạo lý này hay không ực ừ, ăn không được sư tôn thật xin lỗi thiên thiên lại lãng phí nhiều tiên đan như vậy nhưng vẫn không thể tu tù luyện tùy tiện một hạt cũng có thể dẫn tới rất nhiều cao thủ chém giết chỉ như vậy sư tôn người có thể không cần hay không không thể tu luyện thì không thể tu luyện về sau ở lại bên cạnh ta xoa bóp vai cho chùy trì cũng được về phần những linh đan kia ngươi coi như cơm ăn cũng không sao ai bảo ngươi là đệ tử của cố trường ca ta chứ ta tìm đọc qua sách cổ loại người như sư tôn muội hẳn ngụy quân tử đến hạ giới tìm thuốc tìm được hạt sống thích hợp sau đó sẽ nói với muội muốn mang muội về thượng giới bồi dưỡng thật ra hắn là muốn đùng muội để luyện đan hoặc là làm đỉnh lô đủ rồi huynh bớt nói nhảm đi tiên đan rượu dược của sư tôn ta uống cũng ăn không hết hắn làm sao có thể làm loại chuyện này Huynh Bốt vu hãm sư tôn đi. Ngài ấy là một người tốt. Tập truyện đến đây là hết mất rồi. Mọi người nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để khi nhóm ra tập mới, mọi người sẽ nhận được thông báo sớm nhất nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí dịch truyện thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.